xã Tân Phúc vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ chiêm xuân 2017-2018, triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2018-2019, phấn đấu đạt diện tích, năng suất, sản lượng hiệu quả. Vụ chiêm xuân năm 2017-2018, xã Tân Phúc gieo trồng được 531 ha, trong đó cây lúa đạt trên 180 ha, cây ngô đạt 123,4 ha, giá trị sản xuất lúa thương phẩm đạt trên 31 triệu đồng 1 ha. Toàn xã đã chuyển đổi thành công 9,7 ha đất trồng lúa, sắn, mía kém hiệu quả sang trồng gai xanh. 25 ha lúa bị vùi lấp do cơn bão số 3, số 4 đã chuyển sang trồng cây ngô. Với những kết quả đạt được trong vụ chiêm xuân vừa qua, vụ chiêm xuân 2018-2019, xã Tân Phúc đặt ra mục tiêu gieo trồng đạt 528 ha diện tích, sản lượng lương thực có hạt ước đạt 1.109 tấn, trong đó cây lúa 180 ha. Xã chúng tôi thì ngày 7 tháng 12 năm 2018 thì Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai phương án sản xuất, thì chúng tôi đã xây dựng phương án sản xuất và đã triển khai hội nghị tại xã, mời các đồng chí bí thư, trưởng thôn, khuyến nông viên tổ chức triển khai, giao kế hoạch đến từng thôn bản các cái chỉ tiêu, phương án chỉ đạo sản xuất, ước thực hiện cái sản lượng cái vụ chiêm xuân năm 2018-2019. Thì chúng tôi tổ chức chỉ đạo trước hết là phải tuân thủ theo cái phương án sản xuất chỉ đạo của Ủy ban dân huyện và khung thời vụ gieo cấy đối với công tác chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018.